Mary's brother bought three brown houses. Mary's brother bought three brown houses. À, anh chị nào phát biểu giùm mình là Mary's brother bought three brown houses. Có anh trai của Mary thì có ba căn nhà lớn. Có nghĩa là hiện tại là anh ấy mua ba căn nhà lớn. Vậy là hiện tại anh ta có ba căn nhà lớn. Hiện tại là không nhớ. Qua gì nữa không chị? Mình có thể suy ra nhiều, suy ra lắm, không phải là một, có thể là một hoặc hai. À, theo chị Thảo còn gì nữa không Thảo? Có thể là anh ta người rất là giàu. Người giàu cũng, thôi. Cũng chưa biết, tại vì ba căn nhà lớn này có thể là giàu. Dạ có thể, nhưng mà chưa chắc nữa. À, có thể là tiền vay sao ha? Đúng không chị Thảo? Nó mình đâu biết được đâu. À, tiền vay. Vay phải có thế chấp thì ơi, vay không mua được đâu. Nhưng mà phải là chắc chắn. Mình đang tìm cái thông tin chắc chắn đúng. Mary's brother. Yeah, cảm ơn chị Thảo là một ý. Dạ đúng chị. À, mình sẽ hướng dẫn anh chị phần này ha. Tức là mình nghe cái là phát ngôn đó và mình biết thông tin là đúng đúng anh chị, đúng chính xác. Nha, cái việc thứ nhất. Đây là Mary's brother thì mình cái là phát ngôn là a person called Mary exists. Cái này nói chung là lần đầu tiên mà mình học á thì mình phải nói cụ thể, còn sau này mình cái phần này mình không cần phải ghi là a person called Mary exists. Có một người nào đó gọi là Mary, cái tên gọi là Mary tồn tại. Có một người nào đó cái tên gọi đó tồn tại, tức là dù mình mà người ta không có nhấn mạnh về Mary, tức là Mary's brother. Nhưng cái phần này thì lúc đầu mình phải giới thiệu vậy thôi, nhưng mà sau này mà anh chị viết bài thi, anh chị không cần phải nói là a person called Mary exists và she has a brother. Phải chắc chắn là cô này có brother không anh chị? Tại vì ta nói là Mary's brother mà, đúng không? Ta nói Mary's brother. Thì cái việc mà anh chị biết rằng là she has, là Mary has a brother, cái thông tin đó chính là tiền giả định. Anh chị ha? Nghĩ không? Người ta là Mary's brother bought three brown houses. Thì chị Thảo đưa ra một cái lời tiền giả định rằng là Miss Thảo give the reposition is that Mary's brother là his brother. So like her brother has three brown houses. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ là anh ấy có ba ngôi nhà. And she has a brother. Thông tin đó mà mình hiểu, mình biết, mình nắm được từ lời ngôn thì mình gọi là gì chị? Thì gia đình. Tức là a writer, a speaker assume that a receiver of a message already knows. Chị ha. Rồi, mình có như vậy là tiền gia đình là gì? Là presupposition, inferences. Cái này anh chị cần mình nhớ một từ nữa là từ infer. Từ infer, presupposition are inferences. Thứ nhất là từ infer. Infer là gì chị? Là ngụ ý, suy ra, là phần suy ra. Infer what is a seem to be true in utterance. Và anh chị quan nè, what is a seem to be true? Seem to be true, tức là những cái gì được cho rằng là đúng theo utterance. Đúng. Thì mình mới nói là anh chị phải tìm thông tin đúng dựa vào cái lời phát ngôn. Dạ, thông tin đúng. Có những cái inference nó cũng là lời suy ra. Lời suy ra anh chị. Nhưng lời suy ra này phải là to be true in the utterance. Nhớ nha, to be true in the utterance. Và bây giờ mình có một câu lời phát ngôn là Mary's dog is cute. Anh chị nào tìm giúp mình lời phát ngôn tiền gia đình của cô này, Mary's dog is cute. Mary's dog is cute. Yeah, she has a dog. Yeah, she has a dog, hay là Mary has a dog. Yeah, cảm ơn chị Huê ha. Mary has a dog, hoặc là she has a dog. Tức là cái thông tin là đúng. Yeah, cái thông tin như vậy. Thì theo chị Huê thì cái lĩnh vực này theo anh chị là được sử dụng. What fields can be the can reposition used most? What fields can reposition use most? I think research use a lot of research, nghiên cứu hả chị hả? Yes. Yeah, research là nghiên cứu, nghiên cứu. À, cảm ơn chị Huê. Và cái phần presupposition này theo đánh giá nghiên cứu thì nó được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực tòa án, lĩnh vực về pháp luật. Từ pháp luật thì mỗi một cái lời phát ngôn của luật sư đưa ra, mỗi lời phát ngôn hoặc là mỗi một lời hỏi của chánh án
thì đều mang tính có tiền giả định. Mình nghe phải thật sự là cẩn thận để mình trả lời cho phù hợp. Đó chính là cái ý nghĩa của presupposition trong lĩnh vực tòa án. Vậy ha. Right. Mary has a dog is the presupposition of the Mary's dog is cute. Anh chị nhớ nha, trong nguyên buổi sáng ngày hôm nay thì mình chỉ nghe cái thuật ngữ là presupposition, và phải là assume to be true. Anh chị nhớ nha, nó được suy ra nhưng dựa vào cái điều cho rằng là đúng. Assume to be true in the utterance. Dạ, yeah, ok. Rồi bây giờ mình tìm về đặc tính của nó, về characteristics. Về đặc tính của presupposition dưới cái dạng là negation. Về đặc tính của nó thì dưới thì giả định đôi khi đâu phải lúc nào cũng là khẳng định đúng không vậy, nó còn phủ định nữa. Như vậy người ta nói rằng là presupposition of an utterance remain the same, tức là tiền giả định của một lời phát ngôn nó vẫn giữ nguyên, vẫn giống như vậy đó, dưới một cái hệ sự phủ định. Dạ, phủ định. À, anh chị tìm cho mình tiền giả định của câu 1A, 1B, tức là 1A thì là John stopped smoking, 1B là John didn't stop smoking. 1A tức là thể khẳng định và 1B tức là thể phủ định. Và người ta nói là dù 1A hay 1B khác nhau về thể khẳng định hay phủ định, nhưng nó vẫn giữ nguyên cái bản chất là về việc nó vẫn có the same presupposition, yeah, the same under its negation. Nó vẫn giữ nguyên cái bản chất về presupposition. Và anh chị tìm giùm mình về tiền giả định của câu 1A và 1B. Tìm giả định John stopped smoking. John didn't stop smoking. One is John has smoked. Yeah, John has smoked. Anh Tùng. Yeah, John has smoked. Yeah. Nếu mà John has, anh Tùng dùng hiện tại hoàn thành là has smoked, là bắt đầu từ quá khứ đúng. Nhưng mà bây giờ anh dừng hút thuốc, anh Tùng. Anh stop đi là dừng luôn rồi. Has done. Tính là dùng cái quá khứ hoàn thành đó này. Quá khứ hoàn thành thì hành động nó phải xảy ra trước hành động khác. Mình có một hành động mà. Dạ dạ, cái này nó liên quan tới thầy, tại vì khi mà anh dạ dạ, anh hiểu anh Tùng ý, anh Tùng nói là anh này đã trước đây đã từng hút thuốc đúng không? Dạ dạ. Đúng rồi. À đúng rồi. Đúng rồi, anh Tùng. Dạ, cảm ơn anh Tùng. Anh Tùng hiểu đúng rồi đó. Bây giờ anh chị nào tìm mình một cái câu tiếng Anh mà để diễn tả cái ý là John đã từng hút thuốc. Tại vì người ta nói câu là John dừng hút thuốc nha anh chị. John dừng hút thuốc. Hoặc là John không dừng hút thuốc. Tùng câu ha, John has been smoking đúng không này? Nếu mà chị dùng has been smoking là nó vẫn còn hút thuốc. Cái câu hút thuốc nào mà dừng hút thuốc mới đúng. Tại vì nè, thật là John đã từng hút thuốc. Dạ, yeah. John sao chị? Chị Thảo? Has smoked. Kể cùng ý của anh Tùng rồi. Chưa được. Anh chị nào cho mình một câu ạ. Dạ. Yeah. Một cái câu mà thể hiện anh này đã từng hút thuốc. Đã từng. Tại vì ta phát ngôn này là dừng rồi thì cứ là đã từng. Dạ, đã từng. Anh chị nhớ có lúc đã từng không nhỉ? Chị nào nhớ không nhỉ? Lúc đã từng không nhỉ? Hoặc anh nhớ một cái từ nào? John used to smoke. Dạ đúng rồi, chính xác. À, John used to smoke. Đúng rồi. Thì mình có thể nói là John won. À, ví dụ anh chị có thể nhìn trên màn hình ha. Là A and B both presuppose that. Chính là hai cái lời phát ngôn này presuppose that tiền giả định rằng John was. Anh chị nhớ nha, cái chữ was nghĩa là đã từng á. Đã was smoked cigarette. John đã hút thuốc. Dạ, John đã hút thuốc. Đã nói tức là mình nói chung là John dừng hút thuốc hay không dừng hút thuốc thì có một cái nhìn mà mình nghe và mình thấy à bạn này đã hút thuốc hoặc là đã từng hút thuốc anh chị ha, hoặc là anh mà anh Tùng có thể nói phát biểu sau này John used to smoke cigarette, đã từng was smoke cigarette anh chị ha, was smoke cigarette. Như vậy mình qua mình là phát ngôn này, thứ nhất là mình tìm tiền giả định, và mình nhớ rằng đối với tiền giả định dạng khẳng định hay dạng phủ định đều được xem. Dạ, tức là sau này mà cái đề người ta cho phủ định thì anh chị cứ tìm khẳng định cũng ra tiền giả định đó. Hiểu mình ha, là presupposition of an utterance remain the same under negation. Yeah, presuppose that, và anh chị nhớ cái viết là presuppose that
gì đó, response that John wants smoke cigarette or smoke cũng ok. Yeah, okay. Anh chị ha. Rồi anh chị tìm giùm mình tiền giả định của 2A and 2B. Thì mình có nói là tiền giả định của dạng phủ định thì nó sẽ giống nhau, à, khẳng định giống nhau. Dovetails was cut, dovetails wasn't cut. Anh chị tìm cho mình tiền giả định chỗ này à? Là I seem to be true. Mình suy ra nhưng là I seem to be true anh chị. I seem to be true in the utterance. I seem to be true in the utterance. The dog has tail. The dog has tail. Dạ đúng rồi. Anh Nguyên á, anh Nguyên hả? Dạ. Anh Nguyên có thể mở camera cho mình biết mặt anh Nguyên được không? À dạ, cảm ơn anh Nguyên. Rồi rồi rồi. Mình ước gì anh chị mở thể camera để mình tương tác trực tiếp dễ nha. Dạ ok. Như vậy là mình anh Nguyên đã trả lời chính xác. Dạ là a duck's, duck's tail was cut or the duck's tail wasn't cut. Thì tiền giả định của A and B presuppose that. Anh thì cách nào? 2 and A both presuppose that the duck had a tail. Tại vì tại sao mình dùng chữ had không dùng chữ has? Anh Nguyên nói vì người ta đang dùng quá khứ. Anh Nguyên was cut, dùng chữ had a tail. Tức là con chó này đã có cái đuôi. Chứ nó bị cắt hoặc bị không cắt. Tức là phải có cái đuôi nó mới cắt. Tức là tiền giả định này nó phải có. Dạ. Yeah. Có phải là ví dụ như mình có một cái câu như thế này, anh chị có thể có tiếng Việt thôi nha. À, ví dụ như luật sư có thể có lĩnh lớp mình có ai lĩnh vực bên tòa án không nha? Hay anh Nguyên biết có ai lĩnh vực bên tòa án không Nguyên? Luật sư có rất nhiều anh chị không biết tòa án thì à, luật sư cũng được, anh chị là luật sư rồi cho mình hỏi tiếng Việt thôi nha. Hỏi tiếng Anh anh chị đừng ngại. Anh chị ơi, à, anh chị là luật sư nha. Mình muốn đi vào thực tế công việc chị á, nó sẽ thực tế anh chị hiểu kỹ phần presupposition. Hôm nay anh chị không có anh chị nào làm bên lĩnh vực pháp luật đi học hết ta. Tại vì mình cho ví dụ thì phải đính, mang tính thực tế từ anh chị nó sẽ hay hơn. Anh Dũng chị thi là luật sư đó thầy. Anh Dũng hả? Anh bữa nay có anh chị đó không ta? Nguyễn Văn Dũng đó thầy. Anh Dũng ơi, chị Thi ơi. Dạ thầy ơi, chị Thi hôm nay bận việc tí xíu chưa vô lớp ạ. Dạ dạ dạ. Và anh Dũng không biết sao ạ? Chị Yến lĩnh vực y tế không chị? Chị Yến làm. Dạ không ạ. Dạ em ơi, bên lĩnh vực khác không ạ, ngoài chuyên môn mà. Dạ ok ok. Dạ. À chị Nguyễn Hoàng Hiện Ngọc. Dạ dạ ok, cảm ơn chị. Rồi ví dụ như mình có một câu ví dụ. Dạ thầy ơi, em ở lĩnh vực pháp luật đi thầy Dung ạ. Chị Dung. Lấy giờ chưa có đâu rồi. Dạ em đây thầy. Dạ dạ, bây giờ trong lĩnh vực pháp luật, bây giờ mình có thể một câu hỏi. Cái câu hỏi nào mà luật sư hay là chánh án ai hỏi chị mà liên quan mà có cái kiểu tiền giả định giống vậy? À thật ra thì em không phải luật sư hay là em không phải luật sư thầy, em nhưng là giáo viên là dạ. Nhưng mà, dạ dạ, nhưng mà đã vậy giảng viên còn ok nữa. Luôn. Nhưng mà đối với trong lĩnh vực pháp luật thì đối với việc hành nghề thì người ta sẽ hỏi câu gì mà có ý tiền giả định chị? À, ví dụ như là tức là ví dụ như câu gì là chị ta? Lĩnh vực nào cũng được, án nào cũng được hết. Yeah. À, ví dụ như là anh có mặt tại thời điểm gây án không, hay là anh đã làm gì vào cái ngày đó, tức là ví dụ như là tức là người ta đã xác định được rằng là cái anh này, tức là cơ quan cảnh sát điều tra là người ta đã xác định rằng là anh này có hành vi phạm tội rồi ấy, tức là có cái tiền giả định đấy rồi ấy, thì người ta sẽ hỏi những cái câu khác liên quan, ví dụ như là anh dùng hung khí gì để gây án, rồi thời điểm anh gây án là khi nào, kiểu vậy. Em nghĩ là như thế. Dạ dạ đúng rồi chị, đúng rồi chị Quang Dung. Dạ. Tức là ví dụ như là à, anh đã đến hiện trường, anh đã thực hiện án bằng hung khí gì? Dạ, anh thực hiện như thế nào kiểu vậy? Người ta đã ép mình, như người ta đã sử dụng câu đó thì chắc chắn rằng là mình đã sử dụng, mình sao anh chị? Mình đã có hành vi phạm tội rồi, đúng vậy ha? Dạ. Đó là tiền giả định đó trong pháp luật. Dạ đúng rồi chị Dung. Dạ, trong lĩnh vực. Dạ.
Và mình đang nói là đến với cuộc sống rất là nhiều, nhưng mà lĩnh vực về chuyên ngành thì chuyên ngành về về corp là nhiều nhất nhà, đúng không? Presupposition là từ gia đình. Ủa chị Dung đang giảng viên ở trường nào chị Dung hả? Em ở bên Đại học Luật Thành phố thầy ơi. Dạ. Dạ, là Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Ok. Dạ dạ, em cảm ơn thầy. Cảm ơn chị Dung. Dạ. Như vậy là mình có một cái ví dụ tiếp theo là I like this car and I don't like this car. Dạ, anh chị tìm mình chị định này nè. Vì nó là khẳng định, thể khẳng định hay là thể negation, nó đều the same, remain the same. It means that he the same presupposition. Nó cùng có tiền gia đình chị. I like his car. I don't like his car. He has a car. Dạ đúng rồi chị Thảo. He has a car. Dạ, he has hoặc là he owns a car. Mình dùng động từ own là sở hữu á. Nó gì ha? Owns a car. Như vậy như vậy là tôi không thích xe anh ấy. Mà tôi thích xe anh ấy thì mình không thích, không thích thì anh ấy cũng có xe đúng không? Là tiền. He owns a car là mình hiểu được thông tin đúng từ cái lời ngôn đó. He owns a car. Và một cái đặc điểm thứ hai là the presupposition of an utterance remains the same under its integration. Hồi nãy là nó sẽ cùng tiền giả định khi nó dưới dạng câu phủ định. Bây giờ nó sẽ cùng tiền giả định dưới dạng câu gì? Câu hỏi. Ví dụ như anh chị nói là John stopped smoking, hoặc là did John stop smoking, why did John stop smoking, thì nó cùng tiền giả định là John was smoking cigarette, nhưng mình đặt trình bày ở phần trước chị ha. Vào điều một điều quan trọng là về phần 3.2.3, tức là presupposition of an utterance may be cancelled, tức là tiền giả định của một lời phát ngôn có thể không cancel, tức là nó có thể không khớp với nhau, không giống nhau dưới một extension. Nó chính là sự mở rộng. Anh chị có thể nhìn cho mình vào number 5 A and number 5 B, và anh chị có thể nhận xét rằng có phải hay là she didn't feel regret at the overcooked meat. Overcooked meat là thịt nấu quá lửa, thịt nấu quá lửa. Overcooked meat. She didn't feel regret at overcooked meat. 5B, she didn't feel regret at the overcooked meat because it was in fact well done. Rồi, như vậy anh chị thấy rằng A và B thì B nó sẽ có một cái mệnh đề bổ giải thích, tức là because it was in fact well done. Thì cái mệnh đề because it was in fact well done đó, cái mệnh đề đó mình gọi là cái extension, cái đuôi mở rộng. Như vậy phủ định nó sẽ giống nhau anh chị ha. Under negation giống nhau, interrogation nó cũng giống nhau, nhưng nó sẽ khác nhau về nghĩa định khi thuộc về extension. Rồi, vậy bước đầu tiên anh chị tìm giùm mình tiền giả định của câu 5A, và bước hai anh chị tìm giả định của câu 5B, bởi vì hai câu này nó khác nhau về tiền giả định. À, anh chị tìm mình câu 5A. She didn't feel regret at over the cooked meat. Động từ feel regret là cảm thấy hối tiếc, nên việc feel regret at overcooked meat. The meat is overcooked. Dạ, như sao? Anh như anh nói finally supposed the meat was overcooked. Dạ đúng rồi. À, tức là cô ấy không hối tiếc về việc thịt đã nấu quá lửa, thì tiền giả định của file là the meat was overcooked. Thực chất là miếng thịt đã nấu quá lửa. Còn 5B sao anh Nguyên hả? Nhà anh chị có nãy nào hỗ trợ mình làm 5B không nhỉ? Vì tìm tiền giả định của 5B không nhỉ? It is lucky that the meat was overcooked. Nếu mà the meat was overcooked là thuộc về file A vậy anh Tùng? Là file dạ A không, tức là cái câu trên thì nó kiểu nó giống như là nó thể hiện cái kiểu giống như là mọi chuyện nó đã rồi, nhưng mà cái câu B là nó có thêm cái mà giải thích đó, giống như dạng giống như là tôi lỡ làm ra cái chuyện đó, nhưng mà hơn sao cái đó nó ngon vậy, theo như em hiểu vậy. Đúng rồi, hiểu đúng rồi đó. Nhưng mà ở trên thì tiền giả định đúng như ở dưới thì tiền giả định tùng mà đúng rồi em không biết diễn tả sao, nhưng mà kiểu giống như một cái đó là
ở trên... nó hơn theo mà nó cái đó nó ngon vậy. Vậy là tỷ định là gì? The meat was well done. Well done. Yeah. Đúng rồi. Anh Tùng có thể mở camera cho mình không anh Tùng? Yeah, mình anh dạ, chị thầy đang ở cơ quan đó, thầy ơi, cho nên là đang có mấy anh chị đây, nó hơi em hơi ngại xíu. Anh Tùng lĩnh vực công tác nào anh Tùng hả? Dạ em bác sĩ bệnh viện Thống Nhất. À rồi, bệnh viện Thống Nhất mình dạy nhiều lắm nha. Dạ, nhiều anh chị học ở bệnh viện Thống Nhất. Dạ. Alright, cảm ơn anh Tùng, cảm ơn anh Nguyên. Và thì quyết định là A presupposes that the meat was overcooked. Dạ, trong khi đó thì B presupposes that the meat was well done. Vậy hiểu không? Tức là cùng một cái gia đình, cùng một cái mệnh đề trên nó sẽ giống nhau, nhưng mệnh về dưới cái tháng sẽ cái đuôi nó sẽ khác nhau, thì tiền gia đình nó sẽ khác nhau. Dạ anh chị ha, như vậy mình hiểu đặc tính của presupposition là nó does remain the same under negation, interpretation and different under extension. Nó sẽ khác nhau ở dưới cực, ở dưới một cái mệnh đề bổ sung nhẹ, bởi vì lý do tại sao chẳng hạn, nó sẽ khác nhau anh chị ha. Rồi, mình sẽ tìm về tất cả các loại về tiền giả định, types of presupposition. There's some types of presupposition. There exist a number of different types of presupposition. Tại sao chúng ta học loại? Bởi vì khi mà chúng ta học từng loại á, thì chúng ta sẽ tìm được cái tiền giả định cụ thể hơn và chính xác hơn. Anh chị ha. Chứ mình không có thể đơn giản là phân loại nó thôi đâu. Mình phân loại nó và mình để mình tìm cái tiền giả định nó phù hợp. Types of presupposition. There exist a number of different types of presupposition. Nó sẽ có những cái loại presupposition khác nhau. Và loại đầu tiên, anh chị ghi giùm mình vào nha. Anh chị ghi cái điểm chính thôi. Thứ nhất là loại thứ nhất, nó tới 6 loại rồi anh chị, 6-7 loại gì đó. Thì anh chị ghi cái điểm chính vào. Mình sẽ đi cái điểm này nè, nó sẽ có đặc tính gì để mình dễ dàng tìm tiền giả định của nó, giúp cho anh chị rất là dễ dàng. Về existential presupposition. Existential presupposition. Nếu anh chị ghi không kịp thì ghi là existential. Existent, cái động từ exist là tồn tại, người ta gọi là đây là tiền giả định tồn tại. Yeah, đây là tiền giả định tồn tại. Như vậy loại này loại gì? Và chúng ta có cái đặc tính gì mà để chúng ta tìm tiền giả định của loại này cách dễ dàng ha? Existential presupposition. Rồi mình có một cái lời phát ngôn như thế này. Anh chị, mình có một lời phát ngôn như thế này anh chị ha. Và anh chị nhớ rằng là mình có tô màu đen, cái từ màu đen anh chị lưu ý. Thì khi anh chị dựa vào những từ màu đen đó thì anh chị sẽ phát hiện tìm tiền giả định của nó. They haven't spoken to each other. They haven't spoken to each other since their last week quarrel. Since their last week quarrel. Mình có danh từ quarrel là sự cãi vã. Động từ là cãi vã, danh từ là sự cãi vã. They haven't spoken to each other. Họ không còn nói chuyện với nhau nữa kể từ khi họ cãi nhau được rồi. Since their last week quarrel. Thì đây là tiền giả định tồn tại. Và tiền giả định tồn tại này thì mình sẽ đọc vào kiểu gì chị? Chữ đen là của họ gì ha. Tức là mình sẽ tìm, anh chị tìm cho mình tiền giả định của câu này, tìm thử tiền giả định của mình câu này. They haven't spoken to each other since their last week quarrel. They had quarrel. Yeah, chị Huê phát biểu rằng là they had quarrel. Yeah, chị Huê phát biểu là they had quarrel. Last week. Mà anh Tùng bổ sung thêm là last week. Yeah. Rồi cảm ơn anh chị. Là the utterance. Giờ bây giờ anh chị nhìn lên màn hình ha. Mình sẽ hướng dẫn anh chị viết cái cách viết cả là câu hỏi chị ha. Mình sẽ dùng cái từ là the utterance, lời phát ngôn này, mình sẽ để làm chủ ngữ. Và mình sẽ dùng là presupposes that. Tại sao mình thêm S của presuppose? Bởi vì cái chủ ngữ utterance là xuất. The utterance presupposes that. Right. Mà mình thì they had a quarrel hoặc là they quarrel. Ví dụ anh chị dùng động từ quarrel thì anh chị nhớ dùng động từ TBD. Nếu anh chị không dùng động từ, anh dùng danh từ là had a quarrel last week. Và anh chị nên dùng là they had a last week. Thì mình sẽ, anh chị thấy rằng là họ không nói chuyện với nhau kể từ khi lần cuối tuần rồi, hoặc cãi lộn tuần rồi. Thì cái định này họ là có cãi nhau đúng không anh chị ha. Mình dựa vào đâu?
mình dựa vào từ chữ đe trở về sau và bắt đầu từ chữ đe đó mà là sở hữu tính từ đúng vậy của họ, the last script world chị ha. Như vậy là khi mình tìm tiền giả định của existential presupposition là tiền giả định tồn tại thì mình căn cứ vào sở hữu tính từ adjective positive possessive chị ha. Adjective possessive là tiền giả định về về tồn tại ha, là mình dùng là determinant presuppose that, cái mình chủ ngữ hai cãi nhau mình biến chữ đe thành chữ đây tại vì họ mà, và mình dùng động từ tùy theo thầy. Ví dụ như cái thầy của mình đang quá khứ last week thì dùng quá khứ đơn là had, các mình thêm danh từ mà had were last week chẳng hạn, tức là họ tuần rồi họ cãi nhau, đây là tiền giả định, họ không nói chuyện kể từ tuần rồi họ cãi nhau thì họ có mặt cãi nhau vậy ha. Như vậy là mình chú ý là existential presupposition là tập trung vào sở hữu tính từ. À, hoặc là mình đối với câu number 2 này, I have lost my watch yesterday at Bến Thành market. Thì anh chị tìm tới định cho mình câu này là I lost my watch yesterday at Bến Thành market. Mình nhờ anh chị khác nha, những anh chị mà mình có thể phát biểu để mà mình hiểu rõ, để giúp cho mình nắm bắt rằng anh chị có thể hiểu được thì cái định không nha. Mình tập trung vào chữ watch nè. I went to Bến Thành market yesterday. He went to Bến Thành market yesterday. Tôi đến chợ Bến Thành ngày hôm qua. Mình mình tập trung vào cái từ my watch anh Phước. Dạ. I had a watch. I had a watch. Dạ đúng rồi. Tại mình tập trung vào chữ my watch đúng không anh chị ha. Tức là mình vừa tập trung vào sở hữu tính tận. Tại sao mình phải học về từng loại tiền giả định? Để mình nhìn vào cái loại existential, nó có cái đặc trưng tính gì. Và khi anh chị làm bài tập, anh chị sẽ dễ dàng nhận diện nó ra nhanh hơn, đúng không? Dễ dàng nhận ra hơn. Và deterrent presupposes that, anh chị nhớ, mình nhắc là deterrent presupposes that ai, à, tại vì mình biến chủ ngữ, mình biến sở hữu tính từ my thành ai nha, đúng không? Và mình thêm chữ has vào. À, mình nói là nếu mà hiện tại đơn thì dùng have hoặc là has, bất cứ đơn dùng gì have hay là watch. Tí là mấy anh tôi có đồng hồ thì có đồng hồ thì tôi mất ở Bến Thành. Còn việc đi chợ Bến Thành, tôi mất đồng hồ ngày hôm qua ở chợ Bến Thành, có đây là đi chợ Bến Thành. Ở tại chợ Bến Thành thì có thể là không vào chợ mà để đứng ngay cổng chẳng hạn, nó cũng khó có xác định được. Mà điều chính xác rằng tôi có đồng hồ thì quyết định là seem to be true. Dạ, yeah, seem to be true. Dạ, yeah, ok. Thầy ơi, thế nếu có thể có cái tiền giả định là tôi đã đến chợ Bến Thành không thầy? À, nãy chị, nãy anh gì? Anh Phước gì nhỉ? Phước Đại. Phước Đại. À, anh Phước Đại có nói là I went to Bến Thành market yesterday. Thì đúng chị. Nhưng mà mình đang tập trung vào cái tiền giả định về existential á chị Dung. Mình đang tập trung vào cái my watch á, mình đang nhưng mà cái mình đang tập trung nên là mình có nói là có thể đến chợ Bến Thành nhưng mà có thể ở ngoài cổng, ví dụ mình đang đứng ở ngoài cổng Tây chờ cổng cửa Đông vậy đó. Thì nói chung là mình tập trung vào my watch trước đi, còn tại phần này nó có nhiều vấn đề đang nhập gia cấm chỉ Diễm Hương nha. Rồi ok. Ngày hôm lớp của mình là 100 rồi, có anh Dung không? À, mình không thấy lớp trưởng ta, lớp trưởng Dung chưa ta? Lớp trưởng là anh Sơn đó thầy ơi. Trường vô chưa ta? À, lớp mình khoảng 100 anh chị không? Chị Dung hả? À, chị Dung hả? À, 90 phút. Sắp sĩ á thầy. Sắp sĩ á thầy. Sắp sĩ mà đi học anh chị học hoặc 60 mấy phần trăm. Tại mình sợ anh chị văn thì anh chị khó hiểu thôi. Tại vì cái này thuộc dạng khó hiểu. Chứ anh chị viết nó chính xác nữa. Chứ không đừng, nó viết cái chính xác I had to watch. Như vậy đối với possessive noun phrase, tức là possessive noun phrase là những cái in đen anh chị, là there, world, là my watch, thì mình viết là x là một cái tác nhân, là cái chủ ngữ. Cái mình thêm, nếu mà quá khứ đơn thì dùng had, nãy mình có nói. Thì đại đơn thì dùng has, hoặc là một tương lai đơn thì dùng you have, cộng cho and, cộng cho cái danh từ infinite noun phrase chị ha. Đó là cái cách mình diễn đạt. Rồi, bây giờ mình sẽ có một bài tập nhỏ như thế này trong khoảng 5 phút. Rồi, anh chị tìm giùm mình tiền giả định của bài tập này và tập trung vào những cái từ mình in đen. Đó chính là đối với là tiền giả định tồn tại chị ha. Về her turtle, John's sister, outer party,
my younger sister on this assignment on time. Các anh chị có 5 phút ha, để anh chị tìm sở thích của dạng này. Dạng này rất là phổ biến, dạng rất là phổ biến. You have five minutes, anh chị cứ cho 5 phút ha, anh chị làm hết để mình dễ sửa bài hơn. Dạ. Yeah. Dạ anh chị có khó khăn gì không ạ? À? Anh Nguyên đánh đáp án lên màn hình anh Nguyên để cho anh chị làm việc anh Nguyên ha, xíu nữa đi. Dạ dạ. Đang gửi trực tiếp thầy không thầy ạ? Chính thầy hả? À, đúng rồi, nếu gửi tiếp thầy ok. Dạ dạ. Anh chị Dung gửi cho mọi người là để cho anh chị làm tập mình làm phần này ha. Dạ. À, rồi, dạ, mình mời anh chị à. The first one. Dạ, mà anh Đại với anh Đại ha. Yeah, she has a turtle. Yeah, the first one, her turtle. Yeah. The turtle thì là mình tập trung vào turtle anh Đại ha. Thì là yeah. She, yeah, she tức là Emily đúng không? Anh mình tập trung vào Emily. Turtle yeah. Là Emily đúng không? Emily
had a total. Anh Đại hiểu vấn đề anh Đại ha. Tập trung vào thứ nhất là mình tập trung vào her total. Cảm ơn anh Đại. Mình sẽ ghi nhận lại phát biểu của anh. Number two. Number two à. John's sister has been in hospital for a week. John has a sister. Dạ đúng rồi. John has. Tại sao mình dùng chữ has nhỉ anh chị? Anh nghề à? Anh Phạm Tấn nghề à? Anh nghề à? Dạ. Tại sao dùng has a sister anh nghề hả? Dạ, tại vì chắc chắn là anh ấy có một người chị đã từng rồi đã đến bệnh viện. Has been hospital, tức là ở hiện tại phải không anh ha? Dạ. Anh nghề đang công tác lĩnh vực nào anh nghề hả? Dạ, em là tu sĩ này. Phật giáo. Ở đâu anh thầy à? Dạ, ở Vũng Liêm, Vĩnh Long thầy. À, ở Vĩnh Long à? Dạ. Ok, cảm ơn thầy. Dạ, ok, number 3. Dạ, number 3. Dạ. Number 3. Dạ, chị Lương Thị. Chị Ngọc gì đây ta? Nó bị Ngọc Yến ạ. Ngọc Yến ạ. Yến, Yến. Dạ. We have a party. We have a party. Dừng chị Yến, tập trung vào chữ this weekend nha. Tập trung vào chữ this weekend nha. Tuần này nha. Tuần này là xảy ra chưa nè. We will have. Dạ, đúng rồi. Mình có thể là dùng we will have hoặc là we are going to. Yeah. Là we are going to. Tại vì như vậy tại anh chị nhớ mình dùng thì cho phù hợp nha. À, ví dụ như ở đối với cái number 1 thì động từ là run hoặc là đơn. Anh dùng là had a total. Number 2 là John's sister has been. Thì là lạng hoàng hiện tại. Mình dùng là he has a sister. Number 3 là could you come to other party this weekend. Thì là we are going to. Và nếu anh chị không dùng we are going to là we have, will have. Nhưng mà we are going to là chính xác nhất là chị order this weekend. Rồi, giờ mình có hai bài tập tiếp. Number 4 and number 5. Is my younger sister. Mình tập trung vào my younger sister. Rồi, help me number 4. I have a sister. I have a sister là có một người em. Some sister. At least luôn, ít nhất. Nhưng mà dạ đúng rồi. Nhưng mà mình dùng cái thuật ngữ cụm từ gì ta để cho biết rằng là đây là người em nhỏ nhất của tôi. Thì khi mà mình giới thiệu, mình phát ngôn cái câu là đây là người nhỏ nhất thì chắc chắn phải có một vài đúng không chị? Chứ không phải không, mình không nói là người này có một người em được, một vài. Nghĩa là em nhỏ nhất của tôi. Nhỏ nhất có thể là nhỏ có đời trước các bạn đó còn một bạn nữa, ít nhất là phải là một vài. Thì mình dùng thì nhất định là that I have a number of. I have a number of. A number of là nhiều anh chị ha. Tức là hai là nhiều rồi. Number of younger sister. Mình sẽ biến hiện tại so sánh nhất superlative thành hiện tại. Sánh hơn là comparative younger. Tôi sẽ có những người em nhỏ hơn. Hoặc là assignment. I try to hand in this assignment on time. Try to hand in this assignment on time. An assignment of my. Tức là my assignment. Mà nếu ta không dùng là my assignment thì là this assignment, tức là tôi nộp bài tập này cũng là assignment chị ha. Thì câu này mình dùng sao chị ha, tìm cái định giúp mình ha. Tức là khi được phát biểu nha, I try to hand in, tôi cố gắng nộp cái bài tập này đúng cúng hạn. I have assignment. Yeah, I have an assignment. I have an assignment. Mình nhớ đối với danh từ số ít đếm được mình dùng mẫu từ anh chị ha. Rồi ok, cảm ơn anh chị. Đó là thứ nhất là mình cái dạng thứ nhất là đối với mình tìm tiền giả định dựa vào những cái sở hữu tính từ anh chị ha. Và cái dạng thứ hai mình có thể dựa vào cái thứ này mình tập trung vào number one the American girl next door is having a party. Thì khi có một cái câu thì giả định là the American next door, cái cô gái mà người Hoa Kỳ gốc người Mỹ đấy đó, ở nhà kế bên tôi đó, thì đang tổ chức tiệc is having a party. Thì mình dựa vào the and girl thì mình có thể tìm cái định câu này là the utterance response is that there is a girl, American girl next door, there is a có một người phụ nữ, một bạn người bạn là nữ
sống ở kế bên tôi, nhà người tôi. Hoặc là mình nói là is a girl from USA living next door. Cách diễn đạt nào cũng được anh chị. Ha. Is a... Hoặc là a children like on a picture in this book, very much. A children like on a picture. Thì nó nếu mà nó không dựa vào cái his, my, her, thì mình cứ bảo mẫu từ gì mà từ the on the picture. Trẻ con thích tất cả các ảnh trong cuốn sách này thì chắc chắn cuốn sách này nha, nó thích tất cả các ảnh. Thì mình tìm thì giả định là the children are supposed to start. There are a number of pictures, có rất nhiều. Mình không dùng there, mình dùng there exist. Động từ exist là tồn tại. Mà cái từ này cũng phù hợp với cái tiêu đề của phân loại của mình là existential presupposition. Exist a number of pictures in this book. Right. À, như vậy là mình mới vừa tìm hiểu xỉu xong một cái mảng thứ nhất là existential presupposition. Đó là tính là tiền giả định gì mà anh chị? Tiền giả định tồn tại. Vậy tức là tiền giả định tồn tại mình tập trung vào his, her, my, their, our, những sổ tính từ. Hoặc mình tập trung vào mẫu từ the. Thì mình viết rằng x, nhân tố x, have, hoặc là has, hoặc là had, hoặc là will have, tùy theo thì mà anh chị sử dụng ha. Đó là cách biết. Rồi, anh chị có thể ghi giùm mình thứ hai là tiền giả định vị factive presupposition. Factive presupposition chị ha. À, cái dạng factive này là dạng như thế nào mà mình phải nghiên cứu về dạng factive presupposition. Anh chị tập trung nhìn vào cái example, cái đứng lời phát ngôn từ number 1 to number 4. Dạng factive presupposition. À, thứ nhất là anh chị nhìn vào là nobody realized that Kali was ill. Anh chị nào có thể phát biểu cho mình là cái phát ngôn này nghĩa gì không nhỉ? Nghĩa đen là gì không nhỉ? Nobody realized that Kali was ill. Kali thì bệnh nhưng mà không ai biết hết. Không ai nhận thấy hết. Vậy là thật sự là cái người này là đúng là gì chị Thảo? Đang bệnh. À, worse ill. Worse ill. Dạ đúng không chị ha? Vậy là tiền cái định là worse ill đúng không chị ha? Kali was ill đó, đúng rồi. Thì là the utterance presupposes that Kali was ill. Là nobody realized that. Không ai nhận ra rằng, nhận thấy rằng, không ai biết là bạn này Kali was ill. Đã bệnh, đã từng xảy ra rồi. Nobody realized that Kali was ill. Thì mình dựa vào cái thông tin đúng của này là Kali was ill. The utterance presupposes that. Hoặc là câu ví dụ number 2, bạn ad realized, didn't realize, mãi mình có học rồi là tiền giả định ở dạng phủ định hay dạng câu hỏi đều giữ nguyên cùng tiền giả định. Yeah. That he has in debt, cụm từ là be in debt là mắc nợ nần. Be in debt là mắc nợ nần. Anh chị nào tìm giúp mình tiền giả định câu này nha. The veteran presupposes that in debt. At was in debt. Dạ đúng rồi. Vậy chị Huê có căn cứ vào đâu mà chị Huê đưa ra tiền giả định có chính xác cho chị Huê à? Vừa kinh nghiệm nào chị Huê? Là Edwards in debt, là anh này phải mắc nợ ha. Tức là mình căn cứ vào anh chị, căn cứ vào động từ. Động từ người ta đang dùng ở động từ gì chị? Động từ realize. Bạn này bạn nhận thấy rằng hoặc là không nhận thấy rằng anh này đang mắc nợ. Thì thật chất là do dù anh nhận thấy hay không nhận thấy, thử thật vẫn là he was in debt. Cái thông tin đúng chính xác là was in debt. Và anh chị thấy rằng cái kiểu tiếp theo, có phải anh chị thấy rằng là I was aware hoặc wasn't aware that, tôi nhận thấy rằng hoặc tôi không nhận thấy rằng. Hoặc là it is odd hoặc is not ở câu 4, một điều lạ lùng rằng, hoặc là điều odd là lạ lùng, strange anh chị. Hoặc một điều không lạ lùng dạng lùng rằng là isn't odd. Thì khi anh chị thấy những cái động từ là động từ realize, hoặc khi anh chị thấy những tính từ, ví dụ tính từ be aware hoặc tính từ be odd hoặc be glad gì đó, thì những tính từ này thì mình chỉ đơn giản mình chỉ dùng ở mệnh đề sau đáp ra, đó chính là tiền giả định. Anh chị có nhận xét thấy không nha? Thì mình đưa đáp án anh chị hết ha. Bao nhiêu anh chị nhìn vào cái lời phát ngôn number 3 là I wasn't aware that she was married. Tôi nhận biết, tôi biết rằng cái chữ aware là nhận thức đó.
mà trong ngữ cảnh này mà nếu là tôi biết rằng anh này cái cô này có phải kết hôn rồi, tôi không biết, tôi không dù cho tôi biết tôi cũng biết được thật sự thật thông tin đúng hay là she was married. Yeah. Và number four là it is odd that một điều lạ hay không lạ rằng anh này ổng rời khỏi cái cuộc bục tiệc gì đó sớm. Thì the iterant presupposes that he left early. Như vậy đặc tính của dạng này là sao, sao anh Đại à? Đặc tính của dạng là factive presupposition là sao anh Đại? Con nó dạ cái này thì nó ý nó rõ ràng nên nêu cái nó nội dung cụ thể luôn ở phía sau câu. Nhưng mà dựa vào những cái động từ và tính từ nào anh Đại hả? Release hoặc that sau mình dạ, realize dạ, đúng rồi realize hoặc là be aware hoặc là be off dạ, đúng rồi. Những cái đó là mình nhờ anh chị ghi nhận vào cho cái chuyện này ha, tại vì mình phải căn cứ vào cái cú khúc ngữ pháp để mình nhận ra ha. Để khi anh chị thấy cái đỉnh động từ như thế này thì mình đơn giản nhất là mình chỉ cần đem mệnh đề sau đáp, đó chính là tiền giả định. Tôi nhận thấy ra như thế nào, tôi không nhận thấy ra. À, anh chị nhớ là từ realize that hoặc là didn't realize that thì là dù khẳng định hay phủ định, mình học rồi là đặc tính của nó là khẳng định hay phủ định. Điều cuối cùng một presupposition the same under negation iteration remain the same presupposition. Yeah. Mình sẽ chuyển sang ví dụ thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Và anh chị có thấy rằng là đối với động từ realize nhận thấy rằng be aware nè ha, hoặc động từ be off thì number 5 nó cũng dùng một tính từ là I'm glad that. Tôi rất là vui rằng it's over, vì việc đó đã qua. Yeah. Thì tôi rất là vui rằng việc đó đã qua, tức là mình là người ta giả định tiền giả định rằng là cái việc đó là việc nào đó, it is over. Dựa vào căn cứ biết sao ha. Như vậy đó năm question năm lời phát ngôn 1 2 3 4 5 thì cùng kiểu. Anh chị sẽ lấy mệnh đề sao nhưng câu số 6 và số 7 sao anh chị? Okay. We regret hay là we regret like telling him the truth. Anh chị có thể nào hiểu giùm mình nghĩa đen có câu này không? We regret telling him the truth. We regret regretting telling him the truth. Anh chị có thể hiểu giùm mình câu này không ạ? Chúng tôi hối hận khi nói cho anh ấy biết sự thật. Dạ, chúng tôi hối hận, đã hối hận biết nói sự thật. Như vậy thì cái định này này anh chị, anh Nguyên. Dạ, chúng tôi đã nói cho anh ấy biết sự thật. Dạ, mình nói sao tiếng Anh? Đúng như chính xác rồi anh Nguyên. We told him the truth. Anh đang dùng thì quá khứ đơn, tại sao anh Nguyên? Chính xác. Dạ, chuyện này nó đã xảy ra rồi. Dạ đúng rồi, chính xác anh chị ha. Đó, cái dạng này là câu số 6, số 7 là dạng khó nhất. Khó nhất trong cái dạng này bởi vì mình không có biết phía sau lại mà mình phải chuyển thì. Là the iterant presupposes that we, tức là tôi hỏi, chúng ta hỏi tiếp đã kể cho anh này nghe một sự thật. Kể chưa anh Nguyên? Dạ rồi. Dạ rồi, đúng rồi, dạ rồi đúng không? Đây là we told him the truth. Dạ chính xác. Như vậy động từ regret này vẫn được xếp vào cái dạng active presupposition. Nhưng đối với dạng này anh chị phải tìm chủ ngữ của nó. Và anh chị nhớ dùng quá khứ đơn nha. Bởi vì hối tiếc là hối tiếc chuyện đã xảy. Ta dùng động từ tiếp bên đó anh chị. Rồi anh chị làm giúp cho mình câu số 7 cũng tương tự đối với câu number 6. Là he regretted or he didn't regret not booking the ticket in advance. Book, động từ book, the ticket là đặt vé thì ha. Booking the ticket in advance. He didn't book the ticket in advance. Didn't book. Dạ yeah, đúng rồi, didn't book. Tại sao mình dùng didn't book với chị Dung hả? Tại vì trong quá khứ anh ta đã không đặt vé. Dạ, yeah, anh ta mới hối tiếc đúng không chị yeah. Dung ha? Thế nên là anh ta mới không hối tiếc vì đã không đặt vé. Nên yeah, là trên thực tế là anh ta đã không đặt vé rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Như vậy anh chị nào có thể tóm gọn giùm mình là cái dạng factual presupposition này anh chị. Cái dạng factual presupposition này tóm lại cho mình cái dạng này á. Và mình tập trung một cái gì để mình dễ tìm á. Tập trung vào những cái động từ gì, những tính từ gì để mình dễ tìm cái presupposition anh chị. Em nghĩ là dựa vào cái thì và những cái từ mà biểu hiện những cái thì đó. Từ gì anh chị Dung hả? Những cái động từ đó thôi. Cái động từ chia theo cái thì nào đó. Thứ nhất là từ quan hệ cá. Be aware, be odd, be aware. Dạ đúng rồi. Hoặc là sao cái tính từ class hoặc là cái regret. Regret. Cái nào khó nhất chị Huê hả? Dạ regret hả.
tại sao là cái đó là khó nhất chịu hơn? Tại vì mình phải xác định thì và mình xác định cái nghĩa của câu rồi mình mới chọn cái thì nó là quá khứ hay là tương lai hay là như thế nào ạ? Dạ. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh chị đã khai gọi rất là sát sao về bài giảng này. Tại vì khi anh chị theo dõi từng cái dạng, anh chị sẽ biết được cái mắm của người ta cho đề hoặc là người ta biết được cái câu tiền gia đình. Tôi nhận thấy là điều này là sai. Tôi không nhận thấy điều này. Người ta nói không nhận thấy điều sai, tức là người ta đã khẳng định mình sai đó anh chị. những cái câu như thế này là rất là, đối với anh chị thì rất là ok rồi. Đối với sinh viên mới ra trường, những cái câu như thế này nó phải học lắng nghe và hiểu về cái tiền gia đình người khác là ý của người ta là xin là true. Dạ thầy. Dạ anh Tùng. Vậy nếu mà mình xài từ recognize thì sao thầy? Động từ recognize tôi nhận thấy. Dạ được anh, nhưng mà thường thường recognize là mình nhận thấy cái vật gì đó. Recognize là different. Cái từ realize là nó nhận thấy, là nhận thấy về mặt hữu hình hoặc vô hình. Còn còn recognize là liên hệ thấy cái hữu hình thôi. Ví dụ như tôi nhận thấy sự khác biệt của A và B là recognize. Dạ dạ. Dạ thưa thầy cho con hỏi ạ. Dạ. Dạ cái từ hối tiếc và hối hận nó qua thì thường mình dùng qua thời quá khứ nhiều hơn hay là có dùng thì tương lai không ạ thầy? Dạ không, hối tiếc chia làm hai trường hợp, chị Yến hay Yến Ngọc hả? Chị Yến hả? Dạ. Người đang phát biểu với mình là ai nhỉ? Chị gì vậy? Yến Anh thầy. Yến Anh thầy. Dạ Yến, chị Yến. Mình mời chị Theo tắt mic đi ạ, để mình dễ phát biểu với chị. Dạ. Chị Theo ơi, để mình tắt mic chị Theo. Rồi, cảm ơn chị Yến Anh đã phát biểu một câu rất là hay. Là regret chỉ làm hai trường hợp. Regret cộng động từ tiếng Anh là regret, gọi là gerund. Và hối tiếc chuyện đã xảy ra thì anh chị dùng cấu trúc này là chi dùng quá khứ đơn. Còn regret to verb là hối tiếc để đưa thông báo, là dùng hiện tại. Như vậy, we regret to inform you that. Chúng tôi hối tiếc để thông báo cho bạn rằng you failed the exam. Thì cái tiền gia đình là gì chị? Rớt kỳ thi đấy. Là mình viết lại với sao? Đó, bây giờ mình cho cái ví dụ trên phong sách chị rõ nha. We regret to inform that. Chúng tôi hối tiếc để thông báo rằng không, to inform you that, to inform someone you failed the final exam. Đây, đây là câu we regret. Xin lỗi, mình tự nhiên mình cho bạn Nguyên không ta. Mình phải chuyển cái chế độ là cho mọi người chứ. Dạ, chưa thấy tin nhắn rồi. À, thấy tin nhắn cho chị Yến Anh. Dạ chưa thầy ơi. Em mới gửi lại đó. Thầy rồi, dạ, thầy ơi. Dạ con. Dạ dạ. Em thấy rồi. Như vậy là khi mà mình phát biểu là we regret to inform you that you failed exam. Tôi hối tiếc để thông báo bạn rằng bạn rớt kỳ thi, thì tiền gia đình là gì anh chị? Là the utterance lời phát ngôn này presupposes that you failed the exam. Đúng không anh chị? Nhìn nè, nếu mà mình dùng cấu trúc là direct to verb nha, là hối tiếc để đưa thông tin, thì mình dùng tiền gia đình là để viết sao. Nhưng mà we regret, chúng tôi hối tiếc rằng hối tiếc việc gì, việc đã mua đi, buying that house. Chúng tôi hối tiếc đã mua ngôi nhà này. Mình dùng động từ thêm in thì cái câu là the utterance phrase supposes that we bought that house. Rồi anh chị nhìn lên màn hình khung chat chị, anh chị phân biệt rõ hai cái những câu mình nói không? Anh chị nào hiểu rõ thì anh chị có thể cho mình team like ha.
Dạ, hồi nãy mình có nghe anh Tuấn phát biểu, anh Tuấn ha. À dạ, chào sư ạ. Dạ. Như vậy là chị Yến Anh hiểu vấn đề cho chị Yến Anh ha. À, thầy ơi, cho con hỏi, cho em hỏi là cái chỗ ở trên the utterance response does you fail to find a same đó thầy. Là dạ. Cái này như thầy hiện tại không có TPD sao đó thầy? Dạ không không. Em chưa hiểu tại, Tại vì thối tiếc để đưa thông tin. Cái khi gốc của ta dùng hiện tại đơn thì mình dùng lại đơn lại, mình cứ lấy cái mệnh đề sau. Em dạ ra. Dạ. Còn câu dưới thì em đã hiểu, em chỉ không câu hiểu dưới, chỗ đó. Câu rồi. Dưới là câu ví dụ của mình đúng không? Dạ. Dạ dạ. Vậy là em hiểu rồi thầy. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Đã rõ vấn đề thầy. Dạ. 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 Anh chị cứ phát biểu à, các phát biểu mà anh chị cái gì chưa rõ thì nếu trong cái phạm vi mình giải quyết được thì mình sẽ quyết ngay lần này bây giờ. Ok, như vậy là mình đã học được hai loại về tiền nhất định là existential và cái gì ta, và factual. Mình có thể nghỉ giải lao anh chị để mình tiếp tục. Ngày hôm nay mình học một cái buổi gọi là buổi cứng luôn, để mình xong luôn, buổi chiều mình khỏi phải vào nữa. Chị có đồng ý không mình ạ? Mình nghỉ nửa tiếng rồi, mình nghỉ nửa tiếng nữa. Nửa tiếng như vậy hả? học đến trưa mà thấy. Dạ ok, dạ mình nghỉ tới 10:10 nha. Nghỉ hết mình rút lại buổi trưa mình nghỉ sớm thầy ơi. Ý mình nói là mình muốn để mình nghỉ sớm để cho chiều anh chị muốn làm việc gì làm thoải mái. Cứng dạ, một buổi. Dạ thầy ơi. Thôi mình dạ dạ. Dạ thầy ơi, có thể cho cô nghỉ học sớm một chút, tại chiều nay cô ra mắt sách ở quận nhất á. Nên giờ cô phải đi từ Củ Chi lên quận nhất để chuẩn bị cho buổi ra mắt sách chiều hôm nay á. Dạ ok. Xin phép thầy cho cô được nghỉ học sớm mà. Dạ ok. Cô cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn cô Tâm. Như vậy là thôi mình thống nhất với nhau là 10 giờ mình vào đi ha. 15 phút được rồi. Mình vào đi ha. 10 giờ được rồi. Dạ thầy.